làm ăn thua lỗ và khó khăn về tài chính, Meghan Markle muốn đoàn tụ với Hoàng gia Anh. Meghan Markle được cho là đang hy vọng được đoàn tụ với gia đình Hoàng gia sau một năm không mấy thành công. Mặc cho nhiều bom tấn nhắm vào Hoàng gia Anh được tung ra trong suốt năm 2023, Meghan Markle đang được cho là có mong muốn hòa giải với gia đình vương thất, nhất là trong bối cảnh cặp đôi nhà sắc xếp đang gặp những khó khăn về tài chính. Theo tờ Miro, Meghan mong muốn dành khoảng 8 tháng mỗi năm để sống ở California, Mỹ. 4 tháng còn lại trong năm, gia đình họ sẽ thuê một căn hộ tại Cung điện Kensington, Anh để có thời gian cho hoàng gia. Nguồn tin cho hay, rõ ràng nữ công tước sự sắp xếp tin rằng sự sắp xếp này có thể có khả năng hỗ trợ khắc phục những căng thẳng trong cuộc hôn nhân của cô với hoàng tử Harry, đồng thời đóng vai trò là một bước chiến lược trong việc hàn gắn mối quan hệ của họ với vua Charles, người mong muốn gia đình được đoàn tụ hơn ai hết. Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng cuộc tái hợp này chỉ diễn ra với một điều kiện, Meghan và Harry phải tránh nói những điều tiêu cực về Hoàng gia Anh trong tương lai. Người trong cuộc nói với Life and Style, Meghan và Harry phải thống nhất, không nói xấu Hoàng gia nữa, đó là điều bắt buộc. Hiện tại, các nguồn tin chắc chắn rằng nữ công tước sẽ luôn có con đường quay trở lại khi có thông tin cho rằng công tước và nữ công tước xứ sắc xếp đang cân nhắc với lời mời đến Vương quốc Anh nhân dịp Giáng sinh năm nay. Mặc dù vậy, việc Omis Corby phát hành cuốn sách tiểu sử hoàng gia Endgame nhắm vào nhiều thành viên đã lại một lần nữa khiến mối quan hệ của Harry, Meghan và các thành viên vương thất trở nên căng thẳng. Do vậy, việc đoàn tụ có lẽ sẽ chưa thể diễn ra ngay bây giờ, đặc biệt là khi tên của kết được nhắc đến trong cuốn sách này. Phát biểu với tạp chí mới, Julian Lancombe nói, Tôi nghĩ người sắc xếp biết hoàng tử william và công nương kết vẫn còn tức giận và tên của kết xuất hiện trong cuốn sách đó sẽ khơi dậy sự tức giận của william